thưa quý vị, Trần Thái Tông, tức Trần Cảnh, vua thứ nhất của nhà Trần, sinh ngày 17 tháng 7 năm 1218, mất ngày 4 tháng 5 năm 1277, làm vua 33 năm, nhường ngôi 19 năm, thọ 59 tuổi. Ông lên ngôi vua từ năm 1226 do vợ là Lý Chiêu Hoàng trao nghiệp nhà Lý cho ông, dưới sự giúp đỡ sắp đặt của người chú là Thái sư Trần Thủ Độ. Triều đại ông, việc chính trị, văn hóa, tôn giáo đều cực thịnh. Năm 1257, Triều Trần đã đánh thắng quân Nguyên Mông xâm lược, để lại tiếng vang trong lịch sử dân tộc. Trần Cảnh là con thứ Trần Thừa, một người nhiều mưu lược, dưới triều Lý từng giữ chức nội thị khán thủ, đứng đầu các quan hầu cận vua Lý trong cung. Nhờ có Trần Thủ Độ là chú họ, khi ấy làm điện tiền chỉ huy sứ, Trần Cảnh thường xuyên được ra vào cung sau lấy Lý Chiêu Hoàng. Năm 1226, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh và Vương Triều Trần được thành lập từ đấy. Lên làm vua, Trần Cảnh đổi niên hiệu là Kiến Trung. Năm 1232, đổi là Thiên Ứng Chính Bình. Năm 1251, lại đổi là Nguyên Phong, và niên hiệu Nguyên Phong đã đi vào lịch sử như cái mốc lớn ghi chiến công đầu tiên trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông thế kỷ 13 mà thơ Trần Nhân Tông ca ngợi. Bạch đầu quân sĩ tại, vãng vãng thuyết Nguyên Phong. Lính bạc đầu còn đó, kể mãi chuyện Nguyên Phong. Ngày 17 tháng 1 năm 1258, niên hiệu Nguyên Phong thứ 7, quân Nguyên tràn tới cánh đồng Bình Lệ, phía nam Bạch Hạc, Việt Trì, Phú Thọ. Trần Thái Tông chỉ huy cuộc chiến đấu chống giặc. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư tả, vua tự làm tướng đốc chiến đi trước, xông pha tên đạn. Ngày 29 tháng 1 năm 1258, Trần Thái Tông cùng Thái Tử Hoàng, sau là vua Trần Thánh Tông, đã phá tan quân Nguyên ở Đông Bộ Đầu, giải phóng Thăng Long, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ nhất. Trần Thái Tông trở thành ông vua anh hùng cứu nước. Trong phát triển kinh tế, để cải thiện nền kinh tế Đại Việt vốn đã suy thoái từ cuối thời Lý, vua Thái Tông ban hành một loạt thuế mới, thuế thân, được đánh dựa trên diện tích ruộng của mỗi người dân. Công tác đê điều đã đạt được bước phát triển mới trong thời Trần Thái Tông. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có mô tả tình hình Đại Việt thời Trần Thái Tông là quốc gia vô sự, nhân dân yên vui. Trong văn hóa giáo dục, ông là người đóng góp lớn vào nho học, nhưng vẫn phát triển các đạo học khác, tổ chức thi tam giáo, chọn ra người tài. Vì thế, thời đại ông vì vậy cũng lắm nhân tài. Trần Thái Tông quả là một người có tính cách đặc biệt. Lúc làm tướng, đánh giặc thì anh dũng, khi làm vua thì phú quý không đủ làm trọng, có thể sẵn sàng từ bỏ ngai vàng không chút luyến tiếc. Ngô Sĩ Thì, sử gia thế kỷ 18, đã nhận xét về Trần Thái Tông. Trần Thái Tông tuy ý gần với đạo không tịch, mà trí thì rộng xa cao siêu, cho nên bỏ ngôi bóng như chút đôi dép rách vậy. Lời nhận xét này tưởng như một nét khắc thần thái Trần Thái Tông, bó đuốc của thiền học Việt Nam, gương mặt văn hóa đẹp và lạ đến khác thường trong lịch sử Việt Nam.